Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Đây là những hình ảnh của buổi tập cuối cùng của cao thủ U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào tối nay, ngày 2 tháng 6. Buổi tập chiều ngày 1 tháng 6 của cao thủ U23 Việt Nam diễn ra trong thời tiết tương đối thuận lợi, trời nắng nhưng mà không quá gắt. Nhiệt độ ở Uzbekistan cũng tương đối mát mẻ. Và hơn hết là các cầu thủ của chúng ta cũng được tập trên một mặt sân có điều kiện chất lượng cũng khá là tốt. Sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á thì lúc này việc cần làm của huấn luyện viên Gương Ngôi Quyên là làm sao lắp ráp được những con người mà mình đang có trong tay để tạo thành một tập thể tốt nhất, sẵn sàng bước vào giải đấu. Đây là lần thứ tư mà U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Trong 3 lần trước thì chúng ta đều biết rồi, lần mà chúng ta có thành tích tốt nhất chính là năm 2018, ký ức huy hoàng ở Thường Châu. Huấn luyện viên Gương Ngôi Quyên từng góp công giúp U20 Hàn Quốc về nhì ở vòng chung kết U20 World Cup 2019. Chính vì thế mà vị huấn luyện viên này được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một sức sống mới, một chương mới thành công cũng không kém gì huấn luyện viên Park Hang-seo. Và câu trả lời chúng ta sẽ biết được ở trận đấu tối nay lúc 22 giờ trước cao thủ U23 Thái Lan. Hy vọng là sau đáng hưng phấn với tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà thì Nhâm Mạnh Dũng, Tuấn Tài và các đồng đội sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu hay trước Thái Lan để có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Và đây cũng như hình ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.